Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Các bạn thân mến, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một lực lượng nổi tiếng về cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị kỹ thuật có trong tay, không có bất cứ một trang thiết bị nào được coi là thừa thãi cả. Phát huy những gì đã và đang có được, quân đội ta lại một lần nữa tạo ra được những bất ngờ lớn về sự sáng tạo của mình. Trong việc cải hoán những trang bị đã cũ kỹ, lạc hậu, thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong điều kiện thực tế, phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Một trong những thành tựu đó là cải hoán xe thiết giáp BTG-152 thành xe cứu thương. Chiếc xe này có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế tại Nam Sudan đang như thế nào? Chúng có thực sự thiết thực hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé các bạn thân mến. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý do tại sao lại xuất phát ý tưởng hoán cải xe thiết giáp BTG-152 thành xe cứu thương, phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Việt Nam ta chính thức tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc từ năm 2014. Cho đến nay triển khai lực lượng theo hai hình thức là cá nhân và đơn vị. Theo hình thức cá nhân, Việt Nam đã cử được 55 sĩ quan đến các phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, ở các vị trí khác nhau như quan sát viên, quân sự, sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc. Còn hình thức đơn vị Việt Nam tham gia trong lĩnh vực quân y với mức độ bệnh viện dã chiến cấp 2 và sẽ tham gia trong lĩnh vực công binh với mức độ đội công binh. Theo như kế hoạch được đề ra, vào tháng 10 năm 2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Ben Tiu, một trong những nơi cần giúp đỡ nhất của Cộng hòa Nam Sudan. Tuy nhiên, sau quá trình khảo sát thực địa, lực lượng Liên Hợp Quốc tại đây đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Sự khó khăn đó được mô tả như sau. Nhà máy sản xuất sô-cô-la khổng lồ, đó cũng là cách mà người dân nơi đây vẫn ví von sau mỗi trận mưa tại khu vực Ben Tiu. Do cấu trúc đặc biệt của đất ở đây, chỉ cần trời mưa thôi, đất trên những con đường sẽ nhanh chóng trở thành một thứ chất sền sệt đặc quánh, y hệt như sô-cô-la. Để có thể vượt qua được những con đường đó không hề xa, chỉ từ 5 đến 7 km, thế nhưng cũng có khi các đoàn xe của Liên Hợp Quốc phải mất đến 1 đến 2 ngày bởi lý do khó khăn khi di chuyển. Những bánh xe bị giữ chặt trong thứ sô-cô-la đặc biệt này của vùng đất Ben Tiu. Do đó, một đòi hỏi mang tính cấp thiết đặt ra được trang bị một phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho công tác cứu thương và vận chuyển người bệnh. Đây chính là phương tiện mang tính sống còn đối với toàn bộ các tải thương trên bộ trong mùa mưa, bởi hầu hết các loại phương tiện phi quân sự khi ấy không thể hoạt động hiệu quả do bùn lầy trơn trượt. Thế nhưng, trong khi đó, phương tiện của các nước thành viên trực tiếp tham gia và phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chỉ có một phần nhỏ là được cấp phát, còn lại phần lớn đều tự mang từ quốc gia của mình sang. Chính bởi thực tế đó, Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng cải hoán xe thiết giáp BTG-152 thành xe cứu thương bọc thép, phục vụ cho quá trình hoạt động tại bên Ben Tiu. Vậy nhưng tại sao lại lựa chọn BTG-152 để cải hoán, mà không phải là một chiếc xe nào khác? Trước hết, cần phải nhấn mạnh rằng, đây là loại xe đã có từ quá lâu đời. Xe thiết giáp BTG-152 là loại bánh lốp mui trần, đã phục vụ cho quân đội Liên Xô từ những năm 1950, và theo nhu cầu của quốc gia này sẽ được sản xuất hàng loạt cho đến năm 1955. Trước kia, đây là phương tiện xuất hiện phổ biến trong lực lượng tác chiến của nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng đến nay, chỉ còn một vài quốc gia còn giữ lại khí tài này trong hàng ngũ quân đội của mình. Một trong số đó có Việt Nam. Chiếc xe phục vụ quân đội ta trong nhiệm vụ chở quân từ năm 1979 theo dạng nhận viện trợ từ Liên Xô. Tính đến thời điểm năm 2017, xe cũng đã phục vụ được 38 năm, chưa kể thời gian đã sử dụng trước đó. Trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện, quân đội ta cũng đã tìm hiểu và đưa được ra một chiếc xe tương đương của Đức, thế nhưng giá nhập lại khá cao, không phù hợp. Bởi những lẽ đó, chiếc xe thiết giáp BTG-152 đã được lựa chọn hoán cải cho nhiệm vụ đặc biệt trên, do nhà máy Z153 Việt Nam tiến hành thực hiện. Đây được đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn, vừa là lần đầu tiên thực hiện, thời gian yêu cầu lại gấp rút. Các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật như Phòng Khoa học Quân sự, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự và nhà máy Z153 đã tập trung tối đa để triển khai thực hiện kế hoạch, đưa ra được sản phẩm nghiệm thu trong thời gian sớm nhất và đặc biệt phải đáp ứng được yêu cầu hoạt động trên thực địa. Sau khi cải hoán, phương tiện này được cho sẽ giúp các cán bộ, y bác sĩ Việt Nam đang hoạt động trong lực lượng gìn giữ hòa bình có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tải thương cứu thương, đồng thời còn bảo đảm an toàn trong khi di chuyển qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Cụ thể, xe thiết giáp BTG-152 đã được cải hoán thành xe cứu thương BTG-253 TGCT. Xe được tháo bỏ phần súng máy, lắp mui cao hơn so với nguyên bản, sơn màu trắng cùng phù hiệu chữ thập đỏ bên hông, điểm nhận diện của lực lượng gìn giữ hòa bình. Ngoài phần khung và vỏ giáp chống đạn, còn lại xe gần như đã được thay mới toàn bộ.
động cơ sử dụng là Hyundai D4DB, cùng hộp số mới M35 đồng bộ, vỏ giáp chống đạn trên nóc xe được bổ sung thêm, cho phép chống lại các loại đạn bộ binh thông bình thường là 7,62mm, toàn bộ gầm, lốp xe, cầu đều được thay mới bằng vật tư từ Nga, chuyển đổi hệ thống lái dẫn động cơ khí sang hệ thống lái trợ lực, thủy lực, lắp thêm gương chiếu hậu, hệ thống đèn, cùng với đó là nhíp để tăng khả năng chịu tải của hệ thống treo. Khả năng cơ động của BTR-152 cũng được đánh giá là tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn khi được thay thế động cơ xăng theo nguyên bản bằng động cơ diesel mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Trang thiết bị cấp cứu trên xe được thực hiện theo tiêu chuẩn gồm xe cứu thương đường không và cả đường bộ. Trên xe có giá cứu thương 2 tầng đủ cho 2 bệnh nhân nằm, 2 vị trí ngồi dành cho thương binh và kíp cứu thương, 1 càng cứng, 2 càng gấp cơ động cứu thương trong trường hợp có thương tích nhiều, máy hút dịch di động, máy thở xách tay, máy theo dõi bệnh nhân kiểm soát tim và bơm tiêm điện. Tuy nhiên, xe vẫn có khả năng mở rộng thêm tối đa vị trí nằm và ngồi cho thương binh trong những trường hợp thực sự cần thiết, phục vụ cho công tác chở quân hoặc cứu thương. Bên cạnh đó, vì nhiệt độ tại Nam Xu đang vào mùa khô có khi lên đến 55 độ C lại rất bụi, nếu sử dụng điều hòa như xe thông thường thì sẽ không thể nào đáp ứng được, vậy nên hệ thống điều hòa được nâng công suất, đáp ứng yêu cầu làm mát phía bên trong, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ trong khoang y tế thấp hơn bên ngoài từ 5 đến 10 độ. Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống lại đáp ứng được yêu cầu, hơn nữa còn rất hiệu quả. Về mặt chiến thuật, xe di chuyển ở giữa đội hình hành quân trong một đội hình tác chiến chung, tốc độ trung bình từ 10 đến 40 km/h. Trong tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh, có thể đạt đến 65 km/h, trong cự ly hành quân khoảng 160 km bao gồm cả đi và về. Ngoài ra phải kể đến hệ thống camera ảnh nhiệt, hỗ trợ lái xe và chỉ huy khi di chuyển trong mùa khô, mật độ bụi cao hoặc trong điều kiện tác chiến đêm. Đặc biệt, với hệ thống này, lái xe hoàn toàn có thể quan sát đường đi khi cửa kính bị che lại, đảm bảo an toàn khi đi qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Kính chắn gió trên xe cũng được thay thế bằng kính chống đạn. Phía bên trên là hai tấm giáp, sẽ được kéo xuống sau khi bị bắn loạt đầu tiên vào lớp kính, chỉ đúng khoảng 1 tháng sau khi có bản thiết kế chuẩn. Việc cải hoán xe cứu thương BTR-152 đã cơ bản hoàn thành. Xe được thử nghiệm, đánh giá theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng để lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tiến hành kiểm tra. Tất cả những công nghệ hiện đại nhất đã được nhà máy áp dụng triệt để, qua đó vừa có thể đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật cũ, vừa trang bị thêm các khả năng chuyên dụng mới cho xe. Công suất động cơ cũng được nâng lên từ 110 mã lực lên thành 130, hỗ trợ xe vượt qua những chướng ngại vật lớn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ di chuyển trong đội hình tác chiến trong những tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh. Với thành công của nhiệm vụ trên, Việt Nam ta đã chủ động trong việc tự cung cấp xe cứu thương, tiết kiệm đáng kể trong nguồn ngân sách mua xe. Xe thiết giáp phục vụ cứu thương BTR-152 sau cải tiến đảm bảo an toàn, tính năng về kỹ chiến thuật tăng lên, tính năng vượt địa hình trơn lầy cũng được đánh giá tốt. Chắc chắn rằng, những chiếc xe thiết giáp cứu thương đặc biệt này sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ những người lính quân y mũ nổi xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người đang hàng ngày phải vượt qua những con đường khó khăn, đầy nguy hiểm ở khu vực Ben Tiêu để giúp đỡ người dân Nam Sudan. Các bạn thân mến, các bạn thì có suy nghĩ như thế nào về chiếc xe trên? Có phù hợp với thực tế tại Nam Sudan không hát? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video này nha! Tên kênh xin được chia sẻ thêm một chút về Việt Nam trong quá trình tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thời gian chính thức tham gia là từ năm 2014. Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, nay là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, ra đời vào ngày 27 tháng 5 năm 2014. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cũng chính vào ngày này, Bộ Quốc phòng đã cử Trung tá Mạc Đức Trọng và Trần Đăng Nhàn, hai sĩ quan đầu tiên của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, cụ thể là với vị trí sĩ quan liên lạc tại phái bộ tiếp tục vào ngày 1 tháng 4 năm 2015. Ba cán bộ, sĩ quan lên đường đợt 2, thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động ở hai phái bộ trên. Trong lĩnh vực quân y, đến nay Bộ Quốc phòng đã triển khai được 3 bệnh viện dã chiến cấp 2, trong đó hai bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước từ năm 2014 đến nay. Tất cả đã có 55 lượt sĩ quan được cử đi theo hình thức cá nhân, 189 cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tham gia vào đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2. Bên cạnh đó, đặc biệt phải nhắc tới 3 sĩ quan đã ứng thi và xuất sắc trúng tuyển vào làm việc tại Liên Hợp Quốc, đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc khi lần đầu tiên Việt Nam có sĩ quan được trực tiếp làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tham gia vào công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch hoạt động tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Đây quả thực là những thành tích đáng ghi nhận, cho thấy sự trưởng thành về trình độ chuyên môn của các sĩ quan Việt Nam, cũng như sự lớn mạnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ngày càng thích ứng với yêu cầu cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục dâng cao và gây ra tình trạng lũ lụt tại nhiều khu vực miền núi. Theo Ủy ban Giảm trừ thiên tai quốc gia Trung Quốc, một số lượng lớn nhà cửa của dân cư trong vùng bị sập đổ và các trang trại hầu hết bị ngập trong dòng nước lũ. Ở tỉnh Quảng Đông, số trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tính đến thời điểm này là 27 người, trong khi 3 người vẫn mất tích. Mưa bão cũng gây ảnh hưởng nặng tới các tỉnh Hồ Nam, Quý Châu, Giang Tây và 5 tỉnh phía Nam. Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và 6 người khác mất tích khi những cơn mưa lớn ập xuống một số tỉnh miền Nam Trung Quốc hôm 12 tháng 8. Một báo cáo chính thức cho biết 7 người đã thiệt mạng tại tỉnh Hồ Nam và 3 người mất tích, còn ở Quý Châu ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Số nạn nhân chết và mất tích còn lại rải rác ở một số tỉnh khác. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin do mưa lũ lớn kéo dài nên cuộc sống của 5.510.000 người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền buộc phải sơ tán 447.000 người đến khu vực an toàn. Có 25.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 264.800 ha hoa màu bị phá hủy trong lũ, gây thiệt hại về kinh tế lên đến 7,35 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,18 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo, tình trạng mưa kéo dài sẽ còn tiếp tục trong những ngày sắp tới, nhưng phạm vi sẽ bị thu hẹp và lượng mưa giảm dần. Tân Hoa Xã đã mô tả trận lụt ở miền Đông Bắc là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Liêu Ninh, nơi bão tố hoành hành suốt những ngày 13 đến ngày 14 khiến nhiều con sông ở thành phố Phủ Thuận bị tràn bờ. Ngoài ra, mưa còn làm ngưng trệ giao thông đường sắt, đường bộ và mất điện ở Phủ Thuận. Gần 3.000 binh sĩ đã được điều động đến để giúp đỡ người dân ứng phó với thiên tai. Ít nhất 91 người chết và 111 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn và lụt lội ở miền Đông Bắc và miền Nam Trung Quốc. Đài BBC đưa tin gần 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi lụt lội và hơn 840.000 người ở các tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Quảng Đông phải sơ tán. Chính phủ Trung Quốc hôm 9 tháng 8 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 trước tình trạng lụt lội ở Liêu Ninh sau khi ít nhất 54 người chết và 97 người mất tích tại tỉnh này. Với mức ứng phó cấp 3, cơ quan giảm nhẹ thiên tai sẽ cử một đội công tác đến khu vực xảy ra thiên tai trong vòng 24 giờ và phân phát hàng cứu trợ trong vòng 48 giờ nếu thiệt hại được đánh giá khá nặng nề. Lũ lụt ở Liêu Ninh cũng khiến 1,8 triệu người bị ảnh hưởng, buộc 162.000 người phải sơ tán và hơn 6.100 ngôi nhà bị đổ sập. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ở địa phương này ước tính khoảng 8,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 29.000 tỷ đồng. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã chi 140 triệu nhân dân tệ, khoảng 481 tỷ đồng để cứu trợ, đồng thời gửi lều bạt chăn màn cho người dân đang khốn khó. Trong khi đó, bão lũ tại miền Nam Trung Quốc là do ảnh hưởng của cơn bão san hô đổ bộ vào đất liền. Trận bão đã làm chết 10 người khi quét qua tỉnh Hắc Long Giang và mưa lớn tiếp tại đó lại gây thêm hoảng loạn ở khu vực này. Giới chức tỉnh Từ Xuyên của Trung Quốc quyết định sơ tán 40.000 dân do nguy cơ từ lũ lụt, trong khi nhà chức trách ở các địa phương phía Bắc nước này đang ban bố cảnh báo vì nắng nóng như thiêu đốt. Reuters hôm 13 tháng 8 dẫn thông báo của nhà chức trách Trung Quốc nói rằng hơn 40.000 dân thường tại tỉnh Từ Xuyên đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm do mưa lớn liên tiếp trút xuống địa phương này, kéo theo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Trong bản tin phát ngày 12 tháng 8, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết lượng mưa được ghi nhận ở thành phố Nha An ở tỉnh Tứ Xuyên lên đến hơn 300mm trong vòng 14 giờ. Cùng ngày, nhà chức trách thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc sau khi một số khu vực chứng kiến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, quận Quan Vân thuộc tỉnh Giang Tô ghi nhận lượng mưa lên đến 275mm trong một đêm. Tại thị trấn Hạ Đài ở tỉnh Quảng Đông, người dân đối mặt với những cơn mưa kéo dài với lượng mưa trung bình ghi nhận khoảng 439mm hàng ngày từ cuối tháng 6. Các cơ quan khí tượng đã mở rộng cảnh báo về mưa bão đến ngày 13 tháng 8 đối với một số tỉnh gồm Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Tứ Xuyên, Cam Túc và khu vực Tây Tạng, Tân Hoa Xã đưa tin. Cách đây vài hôm, Tân Hoa Xã cho hay, trong khi một số địa phương ghi nhận mưa lũ kéo dài, tình trạng hạn hán ở loạt khu vực chưa thuyên giảm. Tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân, nhiệt độ có lúc lên tới 41 độ C, gây áp lực lên hệ thống cấp điện. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu da cam, mức cao thứ hai về nắng nóng ở hầu hết các tỉnh phía Nam và phần lớn phía Bắc, Đông Bắc nước này. Nắng nóng được dự báo gây ảnh hưởng đến các vựa lúa mì như Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc và Sơn Đông.
Các chuyên gia khí tượng thủy văn Trung Quốc cảnh báo các tỉnh phía Bắc và phía Nam nước này sẽ còn ghi nhận nhiều đợt nắng nóng như thiêu đốt trong phần còn lại của tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Hôm 13 tháng 8, BBC đưa tin mực nước sông Gia Lăng đã vượt qua kỷ lục trước đó khi miền Bắc Trung Quốc oàn mình trong lũ lụt chết người. Theo đó, các nhà chức trách cho biết mực nước trên một con sông lớn gần thủ đô của Trung Quốc đã đến mức cao nhất từng được ghi nhận, khiến chính quyền phải sơ tán hàng loạt người dân trong bối cảnh lũ lụt gây ra sự tàn phá đối với nguồn cung cấp nước, khi các bang phía Bắc báo cáo số người chết vì lũ lụt ngày càng tăng. Theo Ủy ban nước Trung ương, một nhánh của sông Trường Giang hùng vĩ, sông Gia Lăng đã vượt mức lũ cao vào ngày 12 tháng 8, lần đầu tiên sau 45 năm. Các quan chức cho biết sông Trường Giang chảy khoảng 1.376 km về phía Tây từ cao nguyên Tây Tạng và Thanh Hải qua một số tỉnh, có mực nước đã tăng lên mức 208,57 m vào ngày 13 tháng 8, mức cao nhất từ trước đến nay. Các quan chức cho biết, Bộ trưởng Tài nguyên nước Lý Quốc Anh cho biết khoảng 30.000 người đã được sơ tán dọc theo bờ sông và kêu gọi người dân ở lại với người thân hoặc tìm nơi trú ẩn tại các trại cứu trợ. Chúng tôi đang theo dõi mực nước nhưng hiện tại có quá nhiều nước nên chúng tôi không thể ngăn được. Trọng tâm của chúng tôi ngay bây giờ là sơ tán, vị Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời gọi tình huống này là chưa từng có. Bộ trưởng Lý cho biết thêm, vấn đề phức tạp hơn là tỉnh Nghi Tân lân cận Trùng Khánh đã xả nước từ một đập nước, điều này có thể khiến mực nước sông tăng cao hơn nữa. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của Trung Quốc nói với CNN rằng họ có 12 đội làm việc để giúp sơ tán cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết nước sông tràn bờ cũng dẫn đến việc đóng cửa trường học và văn phòng, cùng với khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước. Phát biểu với các phóng viên, ông cho biết các trường học ở những khu vực bị ảnh hưởng đã được lệnh đóng cửa đến hết ngày 16 và những nhân viên công và tư không thiết yếu đã được yêu cầu làm việc tại nhà. Nhiễm Tiên Hồng, Phó Ban Chỉ đạo chống lũ lụt và hạn hán Trùng Khánh cho biết việc tràn nước cũng đang ảnh hưởng đến 3 nhà máy xử lý nước ở Trùng Khánh, đồng thời cảnh báo rằng người dân có thể sẽ phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trong vài ngày. Giao thông vận tải cũng bị ảnh hưởng với một số con đường bị đóng cửa do ngập úng và các phương tiện chở hàng nặng bị hạn chế đi vào các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Các chuyến tàu điện ngầm ở Trùng Khánh phục vụ hàng triệu hành khách mỗi ngày phải di chuyển với tốc độ chậm hơn khi đi qua các cây cầu bắc qua sông. Trong khi ga tàu điện ngầm Trùng Khánh đã đóng cửa, Trung Quốc đang trong mùa mưa lũ, có thể kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Mưa lớn kéo dài một tuần ở miền Bắc đất nước đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, buộc người dân phải sơ tán. Theo các nhà chức trách, số người chết đã tăng lên ít nhất 6-7 người. Tại các huyện miền núi đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho đến nay với ít nhất 31 người chết. Theo Cục Thông tin của tỉnh, hơn 50.000 khách du lịch đã được sơ tán khỏi công viên địa chất U Long trong vòng 48 giờ, bao gồm cả các thị trấn nổi tiếng với khách du lịch nhờ khung cảnh dãy núi Tam Hiệp và những khu rừng tuyệt đẹp. Tại tỉnh lân cận, 3 người chết đuối sau khi một chiếc ô tô mất lái và rơi xuống sông, theo CNN. Trong khi đó, một người đã chết ở Từ Khí Khẩu, 12 người ở Thiên Tân và 10 người ở Du Trung. CNN News 18 đưa tin dẫn lời các quan chức. Thưa quý vị, siêu bão San Ho di chuyển theo hướng Tây Bắc, dự kiến đổ bộ vào bờ biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào đêm ngày 14 tháng 8 sau khi càn quét Đài Loan. Hiện giới chức tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán 158.000 người, đồng thời yêu cầu hơn 32.000 tàu thuyền đánh cá trở về bến cảng, hơn 40 chuyến bay bị hủy. Dịch vụ vận chuyển bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan cũng ngừng hoạt động. Chính quyền tỉnh cho biết hơn 7.000 binh sĩ và cảnh sát được chỉ thị chuẩn bị ứng phó bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào thành phố Phúc Châu và Hạ Môn, mang theo những trận mưa lớn ở bờ biển phía đông nước này. Vào sáng ngày 13 tháng 8, tốc độ gió gần tâm bão đã giảm xuống còn 162 km/h. Trong 3 giờ qua, sức gió bắt đầu giảm, Cục Dự báo Thời tiết Trung ương nước này thông báo, mặc dù cơn bão được dự đoán suy yếu, nhưng vẫn sẽ mang theo sức gió mạnh khi đổ bộ vào Trung Quốc cuối ngày hôm nay. Trong khi tại Đài Loan, siêu bão San Ho đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, làm 4 người mất tích và khoảng 101 người bị thương. Cục phòng cháy chữa cháy quận Nghị Lan cho biết một bé gái 7 tuổi và mẹ bị thiệt mạng. Còn em gái song sinh hiện vẫn mất tích sau khi họ bị cuốn ra biển hôm 13 tháng 8 vì một đợt sóng do bão San Ho trước khi đổ bộ gây ra. Một bé gái 8 tuổi khác sống sót sau khi được lực lượng cứu hộ cứu thoát khỏi con sóng từ một vùng nước cạn tại bãi biển phía đông bắc quận Nghi Lan. Ngày 13 tháng 8, tất cả 279 chuyến bay nội địa và ít nhất 37 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ. Hơn 3 triệu hộ gia đình mất điện trên toàn Đài Loan.
một số khu vực bị lở đất và lũ quét. Bão san hô đổ bộ vào Đài Loan rạng sáng ngày 13 tháng 8 đã gây ra lở đất nghiêm trọng. Mưa dữ dội với gió giật gần 210 km/h khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 2 triệu người bị mất điện. Trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa tại Đài Loan trong ngày 13 tháng 8. Khi cơn bão ban đầu được dự báo là mạnh nhất năm nay quét qua, theo Cục Khí tượng Trung ương, tại Thái Bình Sơn thuộc quận Nghi Lan, phía đông bắc hòn đảo, lượng mưa hơn 1.160mm trong vòng chưa đầy 36 giờ. Trong số 4 người thiệt mạng, có một em nhỏ 8 tuổi và mẹ của cháu, trong khi chị em song sinh với cháu đang mất tích, hai người khác bị trôi ra biển. Trong khi đó, một nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi đang nỗ lực dẹp một cái cây đổ bên đường và bị ô tô tông phải. Ngoài ra, truyền thông địa phương đưa tin trường hợp một người đàn ông đêm ngày 13 tháng 8 đã chết vì bị biển quảng cáo rơi trúng ở thị trấn ven biển Suao. Cho tới nay, có ít nhất 27 người bị thương vì cơn bão, tổng cộng hơn 4.000 người dân đã được sơ tán, khoảng 1,87 triệu người phải chịu cảnh mất điện từ sáng ngày 13 tháng 8. Dịch vụ tàu lửa và thuyền phà bị ngừng trệ trong khi tất cả các chuyến bay đi và đến khỏi sân bay Taiwan của Đài Loan đều bị hủy hoặc hoãn lại. Giới chức Đài Loan đã triển khai hơn 35.000 binh sĩ trợ giúp dân cư các khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão. Dù không còn là một siêu bão, san hô vẫn là một cơn bão rất nguy hiểm với sức hủy hoại tương đương cấp độ 2 tại phía đông Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Địa hình núi non ở Đài Loan có thể khiến san hô suy yếu trước khi đổ bộ vào Trung Quốc cũng trong ngày 13 tháng 8, nhưng vẫn đáng lo ngại. Hơn 158.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Phúc Kiến. Theo Xinhua ngày 12 tháng 8 cho biết, hơn 40.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã phải sơ tán vì lũ lụt khi lượng mưa lớn liên tục đổ xuống tỉnh này. Trong vài tuần qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn bất thường ở nhiều khu vực gây ra lũ lụt và lở đất, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng hư hỏng và khiến một số người thiệt mạng. Mưa và lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra khi một số nơi khác trên thế giới đang chứng kiến những trận mưa lớn thảm khốc tương tự, làm dấy lên những lo ngại về tốc độ biến đổi khí hậu. Đài truyền hình Trung ương CCTV đưa tin, lượng mưa 300,7mm đã đổ xuống thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên trong khoảng 14 giờ, gây ra lũ quét và đất phá hủy nhà cửa. Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp về mưa lớn và một số khu vực đã báo cáo lượng mưa kỷ lục. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, quận Ganyun thuộc tỉnh Giang Tô có lượng mưa 275,4mm trong đêm ngày 10 tháng 8. Thị trấn Hạ Đài ở tỉnh Quảng Đông có lượng mưa hàng ngày trung bình 439mm. Nhân viên cứu hộ sơ tán những cư dân bị mắc kẹt trên một con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, các cơ quan khí tượng đã mở rộng cảnh báo về mưa bão đến sáng ngày 14 tháng 8 cho một số tỉnh bao gồm Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Tứ Xuyên, Cam Túc và khu vực Tây Tạng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết một số khu vực đó có thể lượng mưa hơn 70mm trong một giờ, cũng như dông bão, gió giật và mưa đá. Giới chức Trung Quốc đã đưa ra nhiều cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và thảm họa địa chất. Thưa quý vị, cả một sườn đồi đổ sập xuống khu nghỉ dưỡng bên ngoài thành phố Đô Giang Yển, chôn vùi những người dân đang trốn cái nóng mùa hè. Giới chức Trung Quốc cho biết đến ngày 11 tháng 8, trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở miền Tây nước này đã gây lở đất chôn vùi khoảng 30 đến 40 người. Ngoài ra còn hơn 60 người mất tích và hàng trăm người mắc kẹt trong các đường hầm. Những ngày qua, nhiều khu vực rộng lớn ở Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa xối xả, khiến vùng núi non ở miền Tây Nam, điển hình là tỉnh Tứ Xuyên, dễ dàng xảy ra lở đất. Đài truyền hình quốc gia CCTV ngày 11 tháng 8 đã phát hình ảnh dòng nước bùn cuồn cuộn chảy, dù phóng viên cho biết mực nước đã giảm nhiều. Khoảng 2.000 người đã bị mắc kẹt trong một đường hầm đã được giải cứu hôm 10 tháng 8. Theo số liệu công bố trên mạng Sina Weibo, 1,45 triệu người ở Tứ Xuyên đang bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết các đội cứu nạn đang nỗ lực khai thông con đường dẫn đến huyện Bắc Xuyên để ứng cứu 40 ngôi làng bị cắt đứt liên lạc sau trận lở đất làm trút xuống khoảng 1,5 triệu mét khối bùn đất và đá. Bắc Xuyên từng là tâm chấn trong trận động đất 8 độ Richter năm 2008, làm chết hơn 87.000 người. Tính rộng ra cả Trung Quốc, từ ngày 8 tháng 8 đến nay đã có hơn 50 người thiệt mạng và ít nhất 1,6 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ngoài ra, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại, giao thông ngừng trệ ở một số khu vực bị thiệt hại nặng. Tỉnh Tứ Xuyên có nhiều thương vong là do đất lở ập xuống một khu nghỉ dưỡng bên ngoài thành phố Đô Giang Yển. Toàn bộ một sườn đồi đã đổ sập xuống những ngôi nhà nghỉ, nơi dân cư thành phố đang trốn cái nóng mùa hè. Đường dây điện thoại bị đứt nên người dân phải chạy đến các văn phòng chính quyền gần đó kêu cứu.
Một người dân địa phương kể lại, tôi nghe tiếng động lớn giống như tiếng sấm kéo dài 2-3 phút. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ bị chôn vùi mất. Hình ảnh phát trên đài truyền hình cho thấy một thung lũng đầy bùn và đá, chỉ còn những ngọn cây nhô lên. Các nhân viên cứu nạn chủ yếu sử dụng tay để tránh gây thương tích cho những người sống sót còn mắc kẹt bên dưới lớp bùn. Đã có 352 du khách được cứu sống. Lở đất và lụt lội thường xảy ra ở các khu vực miền núi ở Trung Quốc, mỗi năm làm chết hàng trăm người. Tuy nhiên, ở một số khu vực nước này, trận lụt vừa xảy ra được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Các bản tin cho biết, lượng mưa đo được ở Đô Giang Yển trong 40 giờ kể từ ngày 12 tháng 8 là 97cm và đây là trận mưa lớn nhất kể từ năm 1954. Ở một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, giao thông trên các cây cầu và dịch vụ xe lửa đã bị ngưng trệ. Ở huyện Bắc Xuyên, lụt lội đã phá hủy nhiều ngôi nhà và các hiện vật trưng bày tại đài kỷ niệm các nạn nhân của trận động đất năm 2008. Trận lũ lụt cũng làm sập một cây cầu gần 50 tuổi ở huyện kế bên, làm 6 chiếc xe lao xuống dòng nước chảy xiết và làm 12 người mất tích. Các dòng sông chảy xiết nhanh chóng tràn bờ, nhấn chìm các làng mạc, nhiều khu vực ở thành đô, thủ phủ Tứ Xuyên bị nước dâng cao đến tầng thứ 2 các tòa nhà. Các cây cầu đá và nhà gạch dọc theo bờ sông phần nhiều bị cuốn trôi. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa lớn khiến nhiều nơi ở Phúc Châu tiềm ẩn các mối nguy hiểm như mực nước dâng cao, lở bùn, sạt lở đất. Các quận, huyện ở Phúc Châu nhanh chóng tổ chức phòng tránh và loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra. Tại quận Lâm Xuyên vào ngày 12 tháng 8, những khu vực trũng thấp ở khu vực đê Trường Khải của thôn Châu Dương liên tục nổi bọt. Sau khi xác định điểm thiên tai là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, hơn 60 đảng viên và người dân đã cùng nhau tham gia công tác chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Tại quận Trung Nhân, sạt lở, cây đổ, nhiều đoạn trên đường S-433 Tương Sơn bị ngập sâu khiến giao thông nhiều nơi bị gián đoạn. Chi cục đường cao tốc đã gấp rút sửa chữa từ sáng đến chiều, thu dọn 1.750 mét khối đất sạt lở 4 vị trí, thu dọn 22 cây đổ, nỗ lực hết sức để thông xe ở Tương Sơn. Đội cứu hỏa huyện tham gia cứu hộ, cứu nạn lũ lụt ở Tương Sơn, điều động 4 phương tiện, 2 xuồng xung kích và 2 xuồng cao su, giải cứu 27 người bị mắc kẹt, sơ tán 102 người. Tại huyện Nam Phong vào sáng ngày 11 tháng 8, đoạn từ làng Tây Đông đến làng Minh Dương, thị trấn Tử Tiêu đã xảy ra 3 vụ lở bùn và sạt lở đất, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của hơn 2.000 dân làng Minh Dương và làng Hoàng Long Khang của thị trấn. Sau thảm họa, thị trấn Tử Tiêu đã nhanh chóng tổ chức hơn 10 cán bộ thị trấn vào làng, cùng người dân khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Vào ngày 12 tháng 8, nhà nông học cấp cao Vương Vân Quang của Trung tâm Khuyến nông Công nghệ Nông nghiệp huyện Nam Phong và các kỹ thuật viên khác đang xác minh diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở làng Trung Hòa, thị trấn Bạch Thạch và hướng dẫn nông dân tự sản xuất. Tại huyện Quảng Xương, trong những ngày qua, huyện Quảng Xương hứng chịu lượng mưa lớn. Trước thiên tai, huyện Quảng Xương đã triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, tổ chức đảng viên, cán bộ trên toàn huyện, cảnh sát vũ trang, lực lượng cứu hỏa cùng các chiến sĩ, đội cấp cứu phòng chống lụt bão luồn sâu vào tuyến đầu chống lũ để thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp, cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Vào ngày 11 tháng 8, các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang huyện Quảng Xương đang khẩn trương chuyển những người dân làng bị mắc kẹt trong thôn Kiều Đầu của làng Trúc Tây, thị trấn Cam Châu. Vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 8, đoạn thôn Bình Thượng, thị trấn Cam Châu, huyện Quảng Xương, quốc lộ G206-1835-300 bị mưa lớn, một cống thoát nước bị lũ phá hủy, giao thông bị gián đoạn và các phương tiện đi qua phải đi đường vòng. Đêm đó, Cục Đường Cao Tốc thành phố đã lãnh đạo Bộ phận Bảo trì Đường bộ, Cầu đường Cán Đồng, Viện Thiết kế và các đơn vị và bộ phận khác gấp rút đến Quảng Xương, đồng thời tổ chức một đội cứu hộ khẩn cấp đường bộ bao gồm nhân viên bảo trì đường bộ và quản lý đường bộ khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp. Tại huyện Lệ Xuyên, cá trong ao của một gia đình nghèo Trình Trạch Minh bị nước cuốn trôi. Mọi người có thời gian giúp bắt cá. Sáng sớm ngày 12 tháng 8, Tiết Kiến Tôn, trưởng thôn của làng Ngọc Khang, thị trấn Tây Thành đã đăng một tin nhắn này trong nhóm WeChat của cán bộ làng Ngọc Khang. Các thành viên của đội liên tâm, cán bộ thôn và cán bộ dân cư trong nhóm nhanh chóng chạy đến ao nhà Trình Trạch Minh để giúp bắt cá và cố gắng hết sức để phục hồi thiệt hại của anh ta. Trong cuộc giải cứu này, mọi người đã cùng nhau phục hồi hơn 2.000 cân cá chấm cỏ, trực tiếp giảm thiệt hại kinh tế hơn 7.000 nhân dân tệ. Lượng mưa lớn từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8 đã khiến nhiều cơ sở cung cấp điện ở huyện Lạc Xuyên gặp sự cố. Tính đến 16 giờ ngày 12 tháng 8, 4 đường dây 10 kV của công ty và khoảng 5.000 người sử dụng đã tiếp tục truyền tải điện trở lại.
huyện Nghi Hoàng vào ngày 12 tháng 8, Lạc Xuân Sinh, một người đàn ông 70 tuổi ở làng Kiến Xã, thị trấn Đường Âm, huyện Nghi Hoàng, bị nước lũ bao vây. Với sự giúp đỡ của những người xung quanh, một cuộc giải cứu sinh tử đã được tiến hành. Nửa giờ sau, ông lão được áp giải thành công đến nơi an toàn. Vào sáng ngày 12 tháng 8, một nhân viên của trạm cấp điện đô thị thuộc chi nhánh cấp điện Nghi Hoàng của lưới điện nhà nước đã tiến hành một cuộc tuần tra đặc biệt trên đường dây nguồn màu cam 10 kV và nhận thấy rằng có một tình huống nguy hiểm trên cột 161 của đường dây và chi nhánh cung cấp điện Nghi Hoàng của lưới điện quốc gia đã ngay lập tức sửa chữa khẩn cấp. Sau 4 giờ đồng hồ, việc cấp điện cho hơn 800 hộ dân đã được khôi phục. Tại huyện Nam Thành, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước các sông trên địa bàn huyện dâng cao. Tính đến 10 giờ sáng ngày 12 tháng 8, hồ chứa lớn thứ 3 ở Giang Tây, hồ chứa Hồng Môn ở huyện Nam Thành đã mở 3 cửa xả lũ trên đập tràn. Đập tràn 3 cửa bất ngờ mở, lũ ập vào thật ngoạn mục. Được biết, lưu lượng của đập tràn ở cửa thứ nhất là khoảng 600 m khối mỗi giây và tốc độ dòng chảy của đập tràn ở cửa thứ 3 đạt 1.800 m khối mỗi giây. Tại huyện Lệ An Lượng, mưa lớn đã gây lũ cao hơn 20 mét, cuốn trôi bờ kè sông phía trước làng Đông Đô, thị trấn Hồ Tây, làm ngập nhiều diện tích đất canh tác. Các cơ quan chính quyền, trường tiểu học và trung học bị ngập, hơn 100 ngôi nhà của dân làng trong khu vực thượng nguồn cũng bị ngập. Bản hạ lưu do địa hình trũng thấp, tất cả các bản đều bị ngập, đường vào làng bị ngập, hơn 200 người dân đều đã di rời đến nơi an toàn trước khi lũ về. Sau lũ lụt, Ban chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân huyện cũng nhanh chóng tổ chức đội cấp cứu dân quân đến thôn Đông Đô, thị trấn Hồ Tây để tiếp viện, vận chuyển cát, đóng bao và đặt bao cát, đồng thời các hoạt động sửa chữa khẩn cấp được tiến hành nhanh nhất. Sau hơn 1 giờ cứu hộ căng thẳng, bức tường bao cát cao 1 mét, dài hơn 20 mét đã được dựng, nguy hiểm đã được loại bỏ kịp thời, đảm bảo an toàn cho bờ kè và bà con nhân dân. Nguy cơ đoạn đê ở mã toàn vệ của sông Ngọc Giang đã được kiểm soát. Lực lượng dân quân nhanh chóng tập hợp và xông lên tuyến đầu cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, nhanh chóng để sơ tán những người bị mắc kẹt. Vào sáng sớm ngày 10 tháng 8, sau khi hơn 800 nhân viên cứu hộ làm việc suốt đêm, một tin vui đã đến là nguy cơ sạt lở kè tại mã toàn vệ, quận Ngọc Giang, thành phố Ưng Đàm đã được kiểm soát hiệu quả. Tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 8, đợt mưa lớn này đã khiến 2,875 triệu người ở tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng, 201.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,29 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 13 giờ trưa ngày 10, mực nước ở Hồ Bà Dương vượt mức cảnh báo 0,5 m. Nam Sương cũng đã nâng cấp và đưa cảnh báo lũ màu cam vào ngày 13 tháng 8. Vào ngày 10 tháng 8, theo báo cáo phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai mới nhất của Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây, từ 8 giờ ngày 9 tháng 8 đến 8 giờ ngày 10 tháng 8, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 250,7 mm, trong đó Phúc Châu có lượng mưa lớn nhất là 400,7 mm, tiếp theo là Cám Châu ở mức 380,1 mm, thành phố Ưng Đàm thứ 3 là 340,6 mm. Ba quận huyện có lượng mưa nhiều nhất, quận Ngọc Đô 162,1 mm, quận Chương Công 161,9 mm, quận Thạch Thành 160,9 mm. Lượng mưa tối đa đo được là 433,8 mm tại trạm làng Tả Bá ở quận Đại Ngũ, tiếp theo là 426,5 mm tại trạm Linh Bắc ở quận Ngọc Đô và 415 mm tại trạm Lão Nhân Ngô ở quận Tiền Sơn. Thống kê cho thấy có 892 trạm thuộc 49 quận huyện trong tỉnh có lượng mưa vượt 250 mm, 17 trạm thuộc 8 huyện có lượng mưa vượt 400 mm. Kể từ trận mưa lớn vào ngày 8, tổng cộng 29 con sông và 46 trạm ở Giang Tây đã trải qua trận lũ siêu cấp. Vào ngày 9, tổng cộng 20 con sông và 38 trạm ở trung và hạ lưu sông Cám Giang, trung và hạ lưu sông Phúc Hà và sông Tân Cương đã trải qua lũ lụt trên mức báo động với phạm vi trên mức báo động là 0,4 đến 2,45 m. Điều đặc biệt đáng chú ý là do lượng mưa lớn liên tục, mực nước tại trạm hình tử Hồ Bà Dương đã tăng lên 19,41 m vào lúc 13 giờ ngày 10, vượt mức cảnh báo 0,5 m. Vào lúc 6 giờ ngày 10, 8 hồ chứa lớn bao gồm Luân Đàm, Sán, Khẩu Yên, Đông Cốc, Phan Kiều, Giang Khẩu, Tân Giang, Diệp Hải và Bạch Vân Sơn đã vượt giới hạn lũ với mức vượt từ 0,6 đến 2,62 m. Theo báo cáo từ nhiều nơi, tính đến 14 giờ ngày 10 tháng 8, lũ lụt bắt đầu vào tối ngày 8 tại 9 thành phố, bao gồm thành phố Phúc Châu, thành phố Tế An, Bình Hương, Tân Dư, Cám Châu, Nghi Xuân, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm và Cảnh Đức Trấn. 2,875 triệu người ở 59 quận được chia thành các quận và thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, 326.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 201.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 181.800 ha đất mùa màng bị ảnh hưởng,
264.000 ha bị phá hủy, 404 hộ gia đình với 942 ngôi nhà bị sập, 744 gia đình với 1.226 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 4.305 hộ gia đình với 8.773 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,29 tỷ nhân dân tệ. Hiện tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Do mưa bão liên tục nên vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 8, mái dốc phía trên bên trái đường K57 thuộc đoạn Thái Kinh của đường G1517 đã bị sạt lở. Ngoài ra, lượng mưa lớn những ngày qua đã làm sạt lở đường du lịch ở khu vực núi Mai Linh. Hai điểm sạt lở đã làm sụt gần 25 mét khối đất. Sau khi nguy hiểm xảy ra, lực lượng cứu hộ từ tập đoàn đường cao tốc Giang Tây và bộ phận đường cao tốc đã nhanh chóng đến hiện trường và tích cực thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp để đảm bảo tuyến đường thông suốt. Thời gian qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, khiến nhiều công trình điện bị hư hỏng. Cán bộ ngành cung ứng điện đã nhanh chóng sửa chữa, dốc toàn lực để đảm bảo cho nhân dân sử dụng điện phục vụ cho sản xuất và đời sống. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 8, thành phố Nghi Xuân đã đổ mưa lớn. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 23 đường dây 10 kV ở thành phố Nghi Xuân đã ngừng hoạt động và mức tiêu thụ điện của 27.700 người dùng bị ảnh hưởng. Để đạt được mục tiêu này, công ty cung cấp điện Nghi Xuân đã cử 36 đội sửa chữa khẩn cấp với 256 nhân viên và 89 phương tiện để sửa chữa khẩn cấp. Tính đến 6 giờ ngày 10 tháng 8, 13 đường dây đã được cấp điện trở lại. Nhân sự của công ty cung cấp điện vẫn đang nỗ lực hết mình để sửa chữa các đường dây khác. Tối ngày 9 tháng 8, mưa lớn liên tục khiến Nguyên Hà vượt mức nước cao nhất trong lịch sử khi đỉnh lũ đi qua khu đô thị trung tâm Tân Dư. Trạm biến áp 110 kV nằm bên sông Nguyên Hà bị ngập lụt nghiêm trọng, uy hiếp đến sự vận hành an toàn của trạm biến áp. Sau khi tình huống nguy hiểm xảy ra, công ty cung cấp điện lưới nhà nước Cam Tây đã nhanh chóng tiến hành phòng chống lũ lụt và cứu hộ. Sau gần 6 giờ liên tục, đến 0 giờ 10 phút ngày 10 tháng 8, tình hình nguy hiểm đã được kiểm soát hiệu quả. Điện sẽ cấp trở lại kịp thời, theo dõi mực nước sông Nguyên giảm xuống. Ngoài ra, do mưa lớn nên 89 đường dây 10 kV của lưới điện bằng tường ngừng hoạt động, 44 chân đế bị đổ. Bộ phận cung cấp điện của thành phố Bình Hương đã nhanh chóng khôi phục nguồn điện. Sáng ngày 10 tháng 8, Thống đốc Dịch Liên Hồng chủ trì cuộc họp lập kế hoạch công tác phòng chống lũ lụt của tỉnh và có bài phát biểu nhấn mạnh cần nỗ lực bền bỉ, bám trụ, tiếp tục phát huy tinh thần không ngại khó khăn, tác chiến không mệt mỏi, liên tục chủ động phòng ngừa, ứng phó khoa học, có biện pháp hữu hiệu, kiên quyết đấu tranh chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai trong lúc cam go. Dịch Liên Hồng chỉ ra rằng nhiều sông ngòi ở tỉnh hiện đang vượt quá mức báo động và lượng mưa lớn sẽ quay trở lại vào ngày 12 tháng 8. Tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai vẫn còn nghiêm trọng. Yêu cầu của Dịch Liên Hồng trước tiên là tăng cường cường độ tuần tra các bờ kè và kiểm tra các mối nguy hiểm. Các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm liên quan phải nhanh chóng đến vị trí của mình và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, tại đoạn kè siêu cảnh báo cần tăng cường nhân lực, kiểm tra chuyên sâu để đảm bảo phát hiện, xử lý, khắc phục ngay từ đầu các tình huống nguy hiểm. Thứ hai là di chuyển người dân khẩn cấp, kịp thời để tránh nguy hiểm. Thực hiện sớm hệ thống chuyển dân trong vùng nguy hiểm, đặc biệt phải tập trung vào các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở núi, tai biến địa chất, đồng thời kiên quyết dứt khoát điều chuyển dân khi nhận được thông báo điều chuyển. Thứ ba là thực hiện trước các biện pháp phòng chống úng đô thị. Cần tranh thủ thời gian mưa ngắn ngày để nạo vét kênh mương, mạng lưới đường ống càng sớm càng tốt, lắp đặt sẵn các thiết bị thoát nước quy mô lớn tại các khu vực trũng thấp của thành phố, làm tốt công tác cảnh báo sớm và điều hành giao thông kịp thời giải quyết hiệu quả tình trạng ngập úng đô thị. Thứ tư là làm tốt công tác cứu trợ đồng bào bị nạn. Cần đảm bảo cho tất cả những người bị ảnh hưởng có nơi ở, có thức ăn, nước sạch để uống, có quần áo mặc và được khám chữa bệnh kịp thời khi ốm đau. Các bộ phận liên quan cần thu xếp tốt công tác cứu trợ sau thiên tai, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất để người dân bị ảnh hưởng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của Đảng và chính quyền. Mưa lớn nhiều ngày khiến mực nước sông Gan dâng cao chóng mặt. Vào lúc 10 giờ 44 phút ngày 10 tháng 8, Cục Thủy văn Nam Sương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Do lưu vực có mưa liên tục, dự kiến sẽ có lũ cao hơn cảnh báo khoảng 0,4 m ở khu vực Giang Nam, Giang Tây trong 38 giờ tới. Trong khoảng 42 giờ tới, ở khu vực trước nhánh giữa sông Cẩm Giang sẽ xuất hiện lũ cao trên báo động khẩn cấp khoảng 1,8 m, trên báo động giới hạn an toàn khoảng 1,2 m ở phần của nhánh phía Nam. Dự kiến đoạn Lệ Gia Độ của sông Phu Hê sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,8 m trong 10 giờ tới. Đoạn Ôn Gia Chấn sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,4 m trong 12 giờ tới và đoạn Tam Dương sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 1,3 m trong 30 giờ tới.
Cục Thủy văn thành phố Nam Sương đã yêu cầu đê Giang Đông, kè thành phố Nam Sương, đê Diên Giang, kè Dương Tử Châu, Hồng Kỳ Liên Vệ, Giang Tương Liên Vệ, Nam Tân Liên Vệ, 24 Liên Vệ, kè Phục Hy, kè Phúc Đông, Trường Lạc Liên Vệ, tất cả các đơn vị liên quan và nhân dân ở vùng trũng dọc theo sông Quân Sơn và hồ Liên Vệ nên tăng cường phòng ngừa và tránh nguy hiểm kịp thời. Do vành đai mưa dịch chuyển lệch và ép xuống phía Nam, nên ngày 13 tháng 8 và 14 tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã tạnh mưa. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, một đợt mưa mới sẽ quay trở lại. Theo dự báo của Đài khí tượng tỉnh, ngày 14 tháng 8 toàn tỉnh nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày 15 tháng 8 trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, ở Bắc Giang Tây có nơi mưa to, có nơi mưa rất to, miền Trung và Bắc Giang Tây có mưa vừa, có nơi mưa to, các tỉnh khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi. Hôm 13 tháng 8, trời nhiều mây ở Nam Sương với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 độ C. Dự báo hôm nay trời nhiều mây, chiều tối và mưa rào vài nơi. Vào ngày mai, Nam Sương có mưa vừa đến mưa to hoặc dông. Mưa to cục bộ có thể kèm theo mưa lớn ngắn ngày, sấm sét và các loại thời tiết đối lưu mạnh. Thời tiết gần đây nhiều mây và mưa, mọi người phải chú ý an toàn khi đi lại và mang theo áo mưa bên mình. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước sông Bai Ta dâng cao, đến 15 giờ ngày 9 tháng 8, mực nước tại trạm Pasi đạt 32,25m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,25m. Đoạn km 11+105 của kè Thạch Tử Nham, mã toàn vệ ở quận Ưng Đàm Ngọc Giang đã bị sạt lở khoảng 30m trên mặt nước, sau đó phát triển rộng ra lên khoảng 60m. Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài và tốc độ lũ lụt về nhanh, huyện Ngọc Giang đang nhanh chóng thành lập trụ sở cứu nạn tạm thời. Sau khi nhận được báo cáo về nguy cơ, Bí thư Tỉnh ủy Lưu Kỳ và Tỉnh trưởng Dịch Liên Hồng yêu cầu nỗ lực hết sức để cứu nạn khẩn cấp và đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo các biện pháp cứu hộ đã được xác định, trụ sở cứu hộ tạm thời cử hơn 800 nhân viên cứu hộ, 48 phương tiện và 8 thuyền tấn công từ công ty Anung Trung Quốc, Sư đoàn Quân Ưng Đàm, Đội Cứu hỏa Ưng Đàm, Đội Cảnh sát Vũ trang Ưng Đàm và Cứu hộ khẩn cấp quận Ngọc Giang. Đội 14 xuồng cao su, 2 máy xúc, 7 máy xúc, 2 xe máy phát điện khẩn cấp, hơn 1.000 viên đá vuông, 25.000 bao tải và các vật dụng chống lũ khác đã được đưa vào ứng cứu khẩn cấp. Theo báo cáo, các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện tại hiện trường. Để cố định chân bằng vật liệu đất đá và đóng bao ở mặt trước của nước, đồng thời đắp đê ở mặt sau để gia cố đê cứu hộ. Có những ngày mưa dầm dãi nắng, trách nhiệm thì vô vàn, đến khoảng 5 giờ 40 phút sáng ngày 10 đã khẩn cấp thông tuyến đê bao đôi. Đê bao phía sau nước được đắp vào đúng vị trí, nguy cơ sạt lở đê bao đã được kiểm soát. Kè đã được mở rộng thêm khoảng 7 m về phía mái dốc giáp mặt nước và được nâng cao khoảng 0,8 đến 1 m. Chiều ngày 10, Sở Chỉ huy Cứu hộ tạm thời lên phương án chi viện cụ thể, tức là lấy đê phía sau nước làm nền, tiếp tục tăng chiều cao và chiều rộng để phía dốc giáp mặt nước. Đồng thời, đá bò trong lồng thép được sử dụng để tăng cường bảo vệ khẩn cấp ở đỉnh dốc thượng lưu. Sau khi bộ phận đường sắt nỗ lực hết sức để sửa chữa, một số đoạn của đường sắt Ưng Hạ bị chặn do mưa lớn đã được dỡ bỏ vào lúc 11 giờ 49 phút ngày hôm 13 tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, thiệt hại do nước đã xảy ra ở nhiều nơi giữa ga Phúc Thụ Linh và ga Phúc Văn trên đường sắt Ưng Hạ kể từ ngày 10 tháng 8 để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông vận tải đường sắt. Đường sắt phía Nam đã thực hiện phong tỏa khu đoạn lúc 10 giờ 10 phút ngày 10 tháng 8, tàu K6218 quay đầu. Bộ phận công trình công cộng Nam Bình đã tổ chức hơn 1.500 người, 25 máy xúc, 6 máy bơm nước, 1.600 viên đá vuông và 600 viên đá dàn vuông. Thực hiện các biện pháp như đổ và lấp đống đổ nát, chặt cây, dọn dẹp các chỗ bị sập và bơm thoát nước, đồng thời tích cực giải cứu hàng. Sau 70 giờ sửa chữa khẩn cấp liên tục của các công nhân đường sắt, đoạn giữa ga Phúc Thụ Linh và ga Phúc Văn trên đường sắt Ưng Hạ đã được hoàn thành vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 8, sau khi các đoàn tàu được xác nhận là an toàn. Toàn bộ tuyến đường sắt Ưng Hạ đã trở lại hoạt động. Vào lúc 8 giờ 31 phút ngày 10 tháng 8, đội lính của đội cứu hỏa Nam Sương nhận được báo động nói rằng một xà lan tại bến công trình thủy ở ngã tư cầu Cám Giang và cầu Ưng Hùng ở thành phố Nam Sương đã bị lũ cuốn trôi bởi một sợi dây cáp cố định. Thân tàu khổng lồ bị lệch 180 độ gây ra mối đe dọa cho các tàu gần đó và các cây cầu ở hạ lưu. Sau khi nhận được tin báo, đội lính thủy của đội cứu hỏa Nam Sương đã nhanh chóng điều động một thuyền chiến đấu cùng 9 chỉ huy và máy bay chiến đấu đến hiện trường để cứu hộ và loại bỏ nguy hiểm. Tàu gặp nạn là xà lan mất điện, chiều dài thân tàu khoảng 20m, cao khoảng 6m. Một trong hai dây cáp cố định đã bị nước lũ làm đứt, khiến thân tàu lắc lư qua lại. Nó gây nguy hiểm cho sự an toàn của các tàu ở hạ lưu và cầu Ưng Hùng. Vương Kiến Huy, đội trưởng đội cứu hỏa nước Nam Sương, nói với các phóng viên, sau gần 2 giờ vật lộn cứu nạn, xà lan đã cập bờ thành công vào bờ sông Cám Giang,
lực lượng cứu hỏa lập tức ổn định, gia cố tàu đảm bảo không gây nguy hiểm cho tàu. Vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 10 tháng 8, đội cứu hỏa huyện Hạ Giang nhận định tin báo. Một chiếc ô tô vô tình bị mắc kẹt trong trận lũ gần hồ Hình Phúc ở thị trấn Mã Bu, huyện Hạ Giang. Tài xế bị mắc kẹt trong xe và yêu cầu được giải cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa lập tức điều xe cứu hỏa cùng 7 lính cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Sau khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ phát hiện ra rằng do mực nước của hồ chứa Hình Phúc ở thị trấn Mã Bu dâng cao nhanh chóng, lũ lụt đã làm ngập đường và cản trở giao thông. Một trong những chiếc ô tô đi qua đã vô tình bị lũ cuốn hàng chục mét, tài xế trên xe thiệt mạng, tình hình rất nguy kịch. Do đường nước chảy xiết nên các phương tiện cứu hộ không thể vào được, lực lượng cứu hỏa chỉ còn cách dùng dây thừng để triển khai cứu nạn. Trong khi ổn định tinh thần của những người bị mắc kẹt, lính cứu hỏa đã cố định một đầu của sợi dây vào bờ và ném đầu còn lại cho những người bị mắc kẹt trong xe bằng tay không, và một lính cứu hỏa đứng trên bờ để ứng phó. Cơn lũ ngày càng dữ dội, cả quá trình cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Cuối cùng, mọi người đã thành công trong việc cứu tài xế. Sau khi quá trình được giải cứu, chụp ảnh và đăng lên Internet, một số cư dân mạng đã thốt lên: "Thật hồi hộp đến nỗi tôi không dám chợp mắt." Nhiều người dân bình thường đã xông lên trong cuộc giải cứu thiên tai bão lũ này. Đặng Văn Tân ở làng Tiểu Kiều, thị trấn Mã Sơn, quận Tương Đông, thành phố Bình Hương là một trong số đó. Đặng Văn Tân, 67 tuổi, là một dân làng bình thường ở làng Tiểu Kiều. Vào trưa ngày 8, mưa lớn liên tục khiến sông làm ngập đoạn cầu nhỏ của đường cao tốc Bình Mã và một số dân làng ở làng Tiểu Kiều ở vùng trũng thấp gặp nguy hiểm. Vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa, Đặng Văn Tân, trưởng thôn và tổ công tác thôn cùng với các cán bộ khác bắt tay vào công tác chống lũ cứu hộ. Cùng với đội tuần tra tình nguyện trong làng, ông dùng bè tre sơ tán những người bị mắc kẹt, cùng dân làng dùng máy xúc di chuyển đất đá chống lũ cho các cửa hàng đối diện đường phố, hỗ trợ lực lượng công an vũ trang di chuyển những người bị ảnh hưởng bằng thuyền xung kích. Từ 12 giờ 20 phút ngày 8 đến 18 giờ ngày 9, cùng với các nhân viên khác, anh đã ở tuyến đầu chống lũ trong 30 giờ và chuyển hơn 300 dân làng từ hơn 80 hộ gia đình trong 4 nhóm dân làng từ Tư Nguyên, Tiểu Kiều, Thương Hạ và Việt Khẩu. Mãi đến khoảng 18 giờ ngày 9, lũ mới rút đi một chút. Ông Đặng Văn Tân bận rộn gần 30 tiếng đồng hồ mới về nhà để kiểm tra thiệt hại nhà cửa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh, quân khu Giang Tây sau khi nghe lệnh đã di chuyển và tổ chức dân quân tập trung trên tuyến đầu ứng phó với các loại thiên tai. Tính đến 18 giờ ngày 9, quân khu Giang Tây đã điều động hơn 800 dân quân và chuyển hơn 6.000 người bị mắc kẹt. Vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 8, phòng lực lượng vũ trang nhân lực của quận Ngọc Thủy, thành phố Tân Dư nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Ủy ban huyện và chính quyền quận 4 thị trấn Nam An, Tân Tây và Kiết Thủy bị ấm ngục nghiêm trọng, nước dâng cao đến một tầng, tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhanh chóng triển khai phương án khẩn cấp chống lũ, cử cán bộ, công nhân, bộ đội, tiền tiêu mang theo xuồng xung kích và vật tư, thiết bị cứu nạn khẩn cấp. Bộ đội chia thành nhiều mũi khẩn trương lên tuyến đầu cứu hộ và cứu trợ thiên tai càng sớm càng tốt. Tại thị trấn Nam An, hơn 2.000 người bị mắc kẹt. Dân quân đã cử 20 người vào làng dưới mưa, dùng đèn pin gõ cửa từng nhà để vận động quần chúng di rời. Tại thị trấn Tân Tây và thị trấn Giao, hơn 130 dân quân đã bị mắc kẹt phải đóng quân trên bờ kè Nguyên Hà kiểm tra qua đêm. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9, mực nước sông Dương Tây ở huyện Phấn Nghi dâng cao. 18 người dân ở thị trấn Dương Giang bị lũ bao vây gần một đêm và đang cần được giải cứu khẩn cấp. Ban chỉ huy vũ trang nhân dân quận đã triển khai phương án khẩn cấp, tổ chức đội cứu hộ dân quân gồm 36 người lái xuồng xung kích vào tìm kiếm từng nhà một, di dời toàn bộ những người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn sau 2 giờ. Thảm họa tiếp tục xảy ra và các cuộc ứng cứu tiếp tục bắt đầu. Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt ở nhiều nơi tại thành phố Phúc Châu dâng cao, một đội biệt kích dân quân đã được tập hợp khẩn cấp và lao đến hiện trường cứu trợ thiên tai để bắt đầu cứu hộ. Vào khoảng 17 giờ ngày 8, lũ lụt ở làng Thanh Thủy, thị trấn Sơn Phong, huyện Trung Nhân diễn ra dữ dội, nước dâng cao đến thắt lưng, nhưng trong thời gian ngắn, nhiều người đã không kịp di chuyển khỏi những ngôi nhà bị mắc kẹt. 22 dân quân có kỹ năng dưới nước tốt đã thành lập một đội cứu hộ khẩn cấp đã cứu được 21 người già và 5 trẻ em đến nơi an toàn. Vào lúc 23 giờ ngày 8, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Trung Độ, thị trấn Phùng Khương, huyện Nghi Hoàng và khoảng 200 mét vuông đất đá bị lở. 10 dân quân từ doanh trại của thôn đã khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Sau hơn 2 giờ liên tục dưới trời mưa, các anh đã giải tỏa được chướng ngại vật, thông tuyến trở lại. Vào lúc 6 giờ ngày 9, thị trấn Thái Dương, quận Mới Đông Lâm, quận Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu đã xảy ra thiên tai và một số người cần được chuyển gấp. Ban chỉ huy vũ trang nhân dân huyện đã tổ chức hơn 20 đợt cứu nạn, sơ tán, chuyển di rời hơn 360 người dân bị ảnh hưởng.
Toutiao News đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 8, Cục Thủy văn Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, dự kiến trong khoảng 16 giờ tới, quận Đông Hương Mã sẽ có một trận lũ cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 1,4 m. Ở khu vực nước Yến Kiều của thị trấn Ngụy sẽ vượt qua mức nước cao nhất trong lịch sử. Mực nước cao nhất trong lịch sử là 35,32 m vào ngày 22 tháng 6 năm 1998. Được biết, trong khoảng 2 giờ tới, đoạn sông Nghĩa Hoàng Thủy của thị trấn Đào Bì, huyện Nghi Hoàng sẽ xảy ra lũ lụt ở mức tương đương với cảnh báo. Khoảng 5 giờ tới, đoạn sông Tương Thủy của thị trấn Tương Sơn, huyện Sùng Nhân sẽ có lũ xấp xỉ mức cảnh báo. Trong khoảng 6 giờ tới sẽ xuất hiện lũ cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 1,5 m tại đoạn sông Bảo Đường thuộc thị trấn Công Tây, huyện Lệ An. Khoảng 7 giờ tới, ở đoạn sông Sùng Nhân thuộc thị trấn Ba Sơn, huyện Sùng Nhân sẽ xuất hiện một đợt lũ cao hơn mực nước cảnh báo trước khoảng 0,6 m. Mực nước hiện tại của đoạn sông Lucy ở thị trấn Mạn Đầu Sơn, huyện Tử Tây là 158,76 m, cao hơn 0,76 m so với cảnh báo. Ngoài ra, mực nước hiện tại của đoạn Lâm Thủy thuộc thị trấn Phủ Bắc, huyện Lâm Xuyên là 38,81 m, cao hơn mức cảnh báo 0,4 m. Mực nước hiện tại của đoạn Liêu Gia Vạn của sông Phu Hê là 39,7 m, dưới mức cảnh báo 1,6 m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 3.860 m khối mỗi giây. Cục Thủy văn thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan như huyện Nghi Hoàng, huyện Lệ An, huyện Trùng Nhân, huyện Lâm Xuyên, huyện Cẩm Tây, huyện Đông Tương và huyện Nghi Hoàng tăng cường phòng chống và tránh nguy hiểm kịp thời. Phạm vi ảnh hưởng tại tỉnh Giang Tây là các quận Phúc Châu, quận Trùng Nhân, quận Lệ An, quận Nghi Hoàng, quận Cẩm Tây, quận Nghi Hoàng, quận Đông Tương. Còn tại Vạn Châu, Trùng Khánh, đây là lần thứ hai trong tháng này trời mưa lớn. Vào ngày 14 tháng 8, quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã nâng cấp tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ lụt cấp 2 và yêu cầu tạm dừng công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng các hoạt động, tạm dừng tham quan, tạm dừng các chuyến bay. Sáng ngày 14 tháng 8, Cục Khí tượng thành phố Trùng Khánh cho biết 108 trạm đo mưa địa phương có mưa cực lớn và 395 trạm đo mưa có mưa lớn. Trong đó, trạm Long Bảo ở quận Vạn Châu ghi nhận lượng mưa lớn nhất lên tới 219mm. Theo bản tin CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 14, nhìn chung có mưa to đến rất to ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh và mưa lớn ở một số thị trấn. Huyện Vạn Châu quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên cấp 2, lên ứng phó khẩn cấp cấp 1 vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14. Tất cả các thị trấn, làng mạc và các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Quốc phòng quận được yêu cầu cắt đường, đình chỉ công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng hoạt động vận tải, tạm dừng tham quan, tạm dừng các chuyến bay và các hoạt động khác. Cô Triệu nói với The Epoch Times rằng, vào ngày 13 và ngày 14 trời mưa rất to và trên đại lộ Nam Bình, quận Mới Giang Nam, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, nước ngập đến mức mọi người không thể ra ngoài và không thể đi làm. Do hệ thống thoát nước kém nên một lượng lớn nước từ một lỗ cầu đổ xuống, cả con phố bị ngập, ô tô bị ngâm trong nước. Cô cho biết vài ngày trước, một số khu vực ở Vạn Châu cũng bị ngập do mưa liên tục chứ không phải lũ lụt. Hệ thống thoát nước ở đây không thông suốt. Cô Trần ở Trần Gia Bá, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh cho biết, trời mưa rất to, một số nơi bị ngập lụt, xe buýt và giao thông bị đình trệ. Vào sáng ngày 14, những nơi cao hơn một chút vẫn còn một ít nước trên đường, nhưng giao thông đã hoạt động trở lại. Một số ngôi làng và thị trấn bị ngập nghiêm trọng hơn, nhà để xe của một số khu dân cư bị ngập nước. Phố cổ Ngô Kiều bị ngập lụt nghiêm trọng hơn lần trước. Cô Trần nói, con sông bên phải của khu vực địa phương hẹp, nước từ nhiều thị trấn dọc đường chảy vào sông ở đây không được êm ả. Thông báo chính thức của thành phố Trùng Khánh vào chiều ngày 14 cho biết, từ 8 giờ tối ngày 14 đến 8 giờ tối ngày 15, quận Vạn Châu của Trùng Khánh là khu vực có rủi ro rất cao và mức độ rủi ro khí tượng do thiên tai địa chất là cấp 1 với cảnh báo màu đỏ. Quận Giang Tân là khu vực có rủi ro cao và mức độ rủi ro khí tượng của thảm địa chất là cấp 2 với cảnh báo màu cam. Và 16 quận bao gồm quận Ngô Thiện, quận Khai Châu và quận Sát Bình Bá có một số rủi ro nhất định trong khu vực. Ngoài quận Vạn Châu, các nguồn tin chính thức của quận Giang Tân cho biết, Cục Khí tượng Giang Tân đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 5 giờ 10 phút sáng ngày 14, nói rằng đã có mưa lớn ở 7 thị trấn và đường phố như ở thị trấn Ngũ Đàn và thị trấn Berlin, ở quận Giang Kim, thị trấn Tư Miên Sơn, thị trấn Quảng Hưng. Dự kiến lượng mưa ở 9 thị trấn và đường phố bao gồm thị trấn Ngũ Đàn sẽ tiếp tục và lượng mưa sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật. Lũ lụt xảy ra nhiều nơi ở Trùng Khánh trước đó trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8. Theo báo cáo chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày mùng 5, chỉ riêng ở huyện Vạn Châu, Trùng Khánh đã có ít nhất 15 người chết và 4 người mất tích.
Thưa quý vị, Tân Hoa Xã mô tả trận lụt ở miền Đông Bắc Trung Quốc vừa qua là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Liêu Ninh. Nơi bão tố hoành hành suốt từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 khiến nhiều con sông ở thành phố Phủ Thuận bị tràn bờ. Ngoài ra, mưa còn làm ngưng trệ giao thông đường sắt, đường bộ và mất điện ở Phủ Thuận. Gần 2.800 binh sĩ đã được điều động đến để giúp đỡ người dân ứng phó với thiên tai. Chính phủ Trung Quốc hôm 14 tháng 8 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 trước tình trạng lụt lội ở Liêu Ninh sau khi ít nhất 54 người chết và 97 người mất tích tại tỉnh này. Với mức ứng phó cấp 3, cơ quan giảm nhẹ thiên tai sẽ cử một đội công tác đến khu vực thảm họa trong vòng 24 giờ và phân phát hàng cứu trợ trong vòng 48 giờ nếu thiệt hại được đánh giá khá nặng nề. Lũ lụt ở Liêu Ninh cũng khiến 1,8 triệu người bị ảnh hưởng, buộc 162.000 người sơ tán và hơn 6.100 tòa nhà bị sụp đổ. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế ở địa phương này ước tính khoảng 8,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 29.000 tỷ đồng. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã chi 140 triệu nhân dân tệ, khoảng 481 tỷ đồng để cứu trợ, đồng thời gửi lều bạt, chăn mền cho người dân đang khốn khó. Trong khi đó, bão lũ tại miền Nam Trung Quốc do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đổ bộ vào đất liền. Trận bão đã làm chết 10 người khi quét qua tỉnh Hắc Long Giang và mưa lớn tiếp đó lại gây thêm hoảng loạn ở khu vực này. Mưa lũ cũng đã khiến hai đập thủy điện ở khu vực Nội Mông Trung Quốc bị vỡ. Người dân ở hạ nguồn phải sơ tán khẩn cấp. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hai đập thủy điện ở thành phố Hồ Luân Bối Nhĩ bị vỡ vào chiều ngày 14 tháng 8. Đây là hai đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong hai con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Nguyên nhân khiến hai con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Hồ Luân Bối. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morindawa cho thấy lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Hồ Luân Bối cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 ha hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm. Một số có nguy cơ mất an toàn. Thưa quý vị, sau trận lở đất ở làng Yuansan, huyện tự trị Ufeng Thuja, thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, số người chết lại tăng lên. Tính đến 20 giờ ngày 15 tháng 8, đã có 7 người tử vong. Vào giữa đêm ngày 14 tháng 8, trang web của chính quyền huyện Ngô Phong, tỉnh Hồ Bắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin vào lúc 8 giờ tối ngày 14 rằng một người mất tích vào tối ngày 13 và đã được tìm thấy vào trưa ngày 14, nhưng anh ta đã thiệt mạng. Chiều ngày 14, thêm 2 người mất tích được tìm kiếm, cứu nạn nhưng cũng không còn sống. Tin cũng cho biết, trong số 5 người bị thương được tìm kiếm và đưa vào bệnh viện vào ngày xảy ra vụ việc, 4 người đã qua cơn nguy kịch và 1 người tử vong sau khi được giải cứu. Vào sáng ngày 14, Nhật báo Tam Hiệp đưa tin rằng 2 người mất tích đã được tìm thấy vào ngày 13. Một trong số họ còn dấu hiệu sinh tồn khi được tìm thấy vào sáng ngày 14. Và người còn lại cũng được đánh giá sơ bộ là không có dấu hiệu sinh tồn. Ngoài ra còn có 5 người mất tích. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng này, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Nhạc Sơn, quận tự trị Ngô Phong Thổ Gia và một công trường xây dựng trên đường cao tốc đã bị chôn vùi. Cùng ngày, 5 người đã được tìm thấy và 9 người mất liên lạc. 9 người này là công nhân công trường, trong đó có một người đến từ huyện Nghi Long, tỉnh Tứ Xuyên, 4 người đến từ tỉnh Ân Sư, 2 người đến từ Thập Yển và 2 người đến từ Nghi Sương. Tính đến ngày 14 đã có 2 người chết trong trận lở đất và 7 người mất liên lạc. Thông tin được công bố cho đến nay đã có 7 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất này, còn 3 người vẫn chưa được tìm thấy. Gần đây, ngoài tỉnh Hồ Bắc, Cam Túc, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và các khu vực khác cũng xảy ra thương vong do lũ quét và lở đất. Ví dụ, hơn 37.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương và 36 thị trấn và làng mạc khác ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh và hơn 11.500 người phải di rời. Tính đến ngày 15 tháng 8, ít nhất 20 người chết và 8 người đã mất tích. Vào chiều ngày 13 tháng 8, một trận lở đất khác đã xảy ra tại thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện tự trị Ngô Phong Thổ Gia tại thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Công trường xây dựng bên dưới ngay lập tức bị chôn vùi bởi lở đất. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương, 7 người vẫn mất tích. Vào sáng sớm ngày 13, theo báo cáo chính thức của thành phố Nghi Sương, vào khoảng 16 giờ ngày 12, một lượng lớn đất đá đã đổ xuống đỉnh núi ở làng Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, khu tự trị Ngô Phong Thổ Gia và trượt đến công trường của khu vực xây dựng thứ hai của đoạn đấu thầu đầu tiên của đường cao tốc Gia Lai, nằm ở giữa sườn núi sạt lở, dẫn đến bị thương và mất liên lạc. Những hình ảnh được các phương tiện truyền thông chính thức đăng tải cho thấy diện tích sạt lở quá lớn, đất đá va vào bức tường chắn bên dưới và bị vỡ hoàn toàn.
ước tính diện tích sạt lở tại chỗ là 500.000 m². Tính đến 4 giờ sáng ngày 13, tổng cộng 5 người đã được giải cứu, một trong số họ bị thương nặng và 9 người khác bị mất liên lạc. Tất cả đều là công nhân công trường. Đến sáng ngày 13, 2 người đã mất tích đã được tìm thấy, trong đó có một người không còn dấu hiệu sinh tồn. Đây là lần thứ 2 trong tháng này trời mưa lớn. Vào ngày 14 tháng 8, quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã nâng cấp tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ cấp 2 và yêu cầu tạm dừng công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng hoạt động, tạm dừng tham quan, tạm dừng chuyến bay. Sáng ngày 14 tháng 7, Cục Khí tượng thành phố Trùng Khánh cho biết 108 trạm đo mưa địa phương có mưa rất lớn và 395 trạm đo mưa có mưa lớn. Trong đó có trạm Long Bảo ở quận Vạn Châu ghi nhận lượng mưa lớn nhất lên tới 219mm. Theo cảnh báo CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 13 đến ngày 14, nhìn chung có mưa to đến rất to ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh và mưa lớn ở một số huyện và thị trấn. Huyện Vạn Châu quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên cấp 2, lên ứng phó khẩn cấp cấp 2 vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14. Tất cả các thị trấn, làng mạc và các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Quốc phòng quận được yêu cầu cắt đường, đình chỉ công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng hoạt động vận tải, tạm dừng tham quan, tạm dừng chuyến bay và các hoạt động khác. Cô Chiêu nói với The Epoch Times vào ngày 14 rằng trời mưa rất to vào ngày hôm 13 tháng 8 và trên các đại lộ Nam Bình, quận Mới, Giang Nam, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, nước ngập đến mức mọi người không thể ra ngoài và không thể đi làm. Do hệ thống thoát nước kém nên một lượng lớn nước từ một lỗ cầu đổ xuống, cả con phố bị ngập, ô tô cũng bị ngâm trong nước. Cô cho biết vài ngày trước một số khu vực ở Vạn Châu cũng bị ngập do mưa liên tục chứ không phải lũ lụt. Hệ thống thoát nước ở đây không thông suốt. Cô Trần ở Trần Gia Bá, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh cho biết trời mưa rất to, một số nơi bị ngập lụt, xe buýt và giao thông bị đình trệ. Chỗ cao hơn một chút vẫn còn một ít nước trên đường, nhưng giao thông đã hoạt động trở lại vào sáng ngày 14. Một số ngôi làng và thị trấn bị ngập nghiêm trọng hơn. Nhà để xe của một số khu vực dân cư bị ngập nước, phố cổ Ngô Kiểu bị ngập nghiêm trọng hơn lần trước. Cô Triều nói con sông bên phải của khu vực địa phương hẹp, nước từ nhiều thị trấn dọc đường chảy vào sông ở đây, dòng chảy cuồn cuộn như thác đổ. Thông báo chính thức của thành phố Trùng Khánh vào chiều ngày 14 cho biết, từ 8 giờ tối ngày 14 đến 8 giờ tối ngày 15. Quận Vạn Châu của Trùng Khánh là khu vực có rủi ro rất cao và mức độ rủi ro khí tượng về thiên tai địa chất là cấp 1. Ứng với cảnh báo màu đỏ, quận Giang Châu là khu vực có rủi ro cao và mức độ rủi ro khí tượng của thảm họa địa chất là cấp 2, ứng với cảnh báo màu cam. Và 16 quận bao gồm quận Ngô Thiện, quận Khai Châu và quận Sa Bình Bá có một số rủi ro nhất định trong khu vực. Ngoài quận Vạn Châu, các nguồn tin chính thức của quận Giang Tân cho biết Cục Khí tượng Giang Tân đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 5 giờ 10 phút sáng ngày 14, nói rằng đã có mưa lớn xảy ra ở 7 quận và thị trấn như Ngũ Đàn và thị trấn Berlin ở quận Giang Tân, thị trấn Tư Miên Sơn, thị trấn Quảng Hưng. Dự kiến lượng mưa lớn ở 9 thị trấn và đường phố bao gồm thị trấn Ngũ Đàn sẽ tiếp tục với lượng mưa sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật. Trước đó, lũ lụt đã xảy ra nhiều nơi ở Trùng Khánh trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8. Theo báo cáo chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày mùng 5, chỉ riêng ở huyện Vạn Châu, Trùng Khánh đã có ít nhất 15 người chết và 4 người mất tích. Thưa quý vị, theo đài quan sát, đã có dấu hiệu tăng cường trong vài giờ qua, các dải mưa bên ngoài của cơn bão số 1 Tali đã ảnh hưởng đến bờ biển Quảng Đông. Ở Hồng Kông, gió mạnh đã thổi trên mặt đất cao, dự kiến Hồng Kông nói chung sẽ chuyển gió mạnh. Tín hiệu gió mạnh cấp 3 sẽ duy trì trong phần lớn thời gian của ngày 15 tháng 8. Việc có cần đưa ra tín hiệu cảnh báo xoáy thuận nhiệt đới cao hơn hay không sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi về cường độ của cơn bão Tali và khoảng cách giữa khu vực gió liên quan của cửa sông Châu Giang. Biển có sóng to và cuồn cuộn, người dân nên tránh xa bờ biển và dừng mọi hoạt động dưới nước. Do ảnh hưởng chung của chiều cường do bão Tali và chiều cường Thiên Văn, rạng sáng mai có thể xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp ven biển. Người dân nên chú ý đến những tin tức thời tiết mới nhất từ đài quan sát và hoàn thành các biện pháp ngăn chặn gió và nước càng sớm càng tốt. Tín hiệu gió mạnh số 3 hiện đã có hiệu lực và đài quan sát dự đoán tốc độ gió trung bình ở Hồng Kông là 41-62 km/h. Hồi 11 giờ, tâm bão nhiệt đới dữ dội Tali cách Hồng Kông khoảng 390 km về phía Nam Đông Nam, tức là vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc và 115,8 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo và mạnh dần lên. Theo lộ trình dự đoán hiện tại, Terry sẽ đến Hồng Kông gần nhất vào sáng mai, đi qua phạm vi khoảng 300 km về phía Nam Hồng Kông. Hướng gió cục bộ sẽ thay đổi từ Đông Bắc sang Đông Nam và các khu vực có mái che có thể chở gió. Gió ở Hồng Kông dự kiến sẽ tăng nhẹ vào sáng mai.
Vào lúc 13 giờ, bão nhiệt đới dữ dội tai ly cách Hồng Kông khoảng 390 km về phía nam đông nam, tức là vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc và 115,7 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo và mạnh dần lên, bị ảnh hưởng bởi các dải mưa bên ngoài của tai ly. Mưa rào tăng dần ở cửa sông Châu Giang, đồng thời nhiều nơi ở Hồng Kông chịu ảnh hưởng gió mạnh, tín hiệu gió mạnh cấp 3 sẽ duy trì trong ngày hôm nay. Trong vài giờ qua, Terry có dấu hiệu mạnh lên do ảnh hưởng chung của chiều cường do tai ly mang lại và thủy triều cao thiên văn. Các khu vực trũng thấp ven biển có thể bị ngập lụt vào sáng mai. Người dân được khuyến cáo nên hoàn thành các biện pháp chống gió và chống thấm càng sớm càng tốt. Biển có sóng lớn, khuyến cáo công chúng tránh xa bờ biển, dừng mọi hoạt động thể thao dưới nước, đồng thời chú ý đến những tin tức thời tiết mới nhất từ đài quan sát. Bão nhiệt đới nghiêm trọng tai ly đang đến gần Hồng Kông và mạnh dần lên. Đài quan sát Hồng Kông đã thay đổi tín hiệu gió mạnh cấp 3 vào sáng sớm nay và dự kiến sẽ giữ nguyên trong phần lớn thời gian của ngày hôm nay. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão tai ly, một số khu vực ven biển Nam Trung Quốc đã có mưa to hoặc mưa lớn. Ngoài ra, ba cửa khẩu ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam ngừng hoạt động. Một số tuyến đường sắt ở tỉnh Quảng Đông bị đình chỉ và toàn bộ thành phố Thâm Quyến rơi vào tình trạng báo động bão. Ngày 14 tháng 8, mạng thời tiết Trung Quốc đưa tin do ảnh hưởng của cơn bão số 4 tai ly năm nay. Từ ngày 14 đến ngày 15, một số khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc đã có mưa to hoặc rất to, mưa to cục bộ và gió to. Tin cho biết, rạng sáng ngày hôm 14 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4 của năm nay Terry, sau đó di chuyển dần theo hướng Tây Bắc đến 5 giờ ngày 14. Tâm bão ở khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Đông Sa khoảng 215 km về phía Nam, dự kiến tai ly sẽ đổ bộ dọc biển từ Tai San, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 17. Cấp bão hoặc bão mạnh 35-42 m/s, giật cấp 12-14. Đi vào Bắc Bộ Vịnh ngày 18, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đại lục dự đoán rằng từ ngày 14 đến ngày 16, do ảnh hưởng của bão, lượng mưa tích lũy ở Nam Quảng Đông, đảo Hải Nam, Nam Quảng Tây và những nơi khác sẽ lớn hơn 100 mm và khu vực cục bộ có thể đạt 250 mm đến 450 mm, thời kỳ mưa lớn nhất từ ngày 17 đến ngày 18. Trong thời gian này sẽ xuất hiện đối lưu thời tiết mạnh như sấm sét, mưa rào lớn, ngắn ngày và dông cục bộ và gió giật mạnh. Đài quan sát khí tượng thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 7 giờ 29 phút sáng ngày 15. Cho biết, do ảnh hưởng của hệ thống mây ngoại vi của cơn bão tai ly, lượng mưa hàng giờ ở thị trấn Linh Sơn, thành phố Hải Khẩu đã đạt 60,3 mm, có nơi lượng mưa từ 20-60 mm. Lúc 8 giờ 40 phút, trạm khí tượng đổi tín hiệu cảnh báo màu xanh sang tín hiệu cảnh báo màu vàng. Trụ sở phòng chống lũ lụt, gió và hạn hán thành phố Hải Khẩu đã yêu cầu vào lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 16 phải nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và ngăn gió cấp 4 lên thành ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ và ngăn gió. Cục Quản lý Vận tải và Cảng thành phố Hải Khẩu vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8 cho biết do ảnh hưởng của cơn bão tai ly, cảng biển mới Hải Khẩu, cảng Tú Anh và cảng đường sắt phía Nam đã ngừng hoạt động vào lúc 6 giờ sáng ngày 15. Và việc đình chỉ dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Trong thời gian tạm dừng, phương tiện và hành khách không được qua biển, người dân không được đến cảng. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Đông, Tổng cục Kiểm soát Lũ lụt, Phòng chống hạn hán và Phòng chống gió Quảng Đông đã yêu cầu vào lúc 10 giờ tối ngày 15 tháng 8, nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp độ phòng chống gió cấp 4 lên cấp 3. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão màu trắng của thành phố thành màu xanh lam vào lúc 6 giờ sáng ngày 15. Và thành phố đã chuyển sang trạng thái cảnh báo bão. Dự kiến do ảnh hưởng của cơn bão tai ly, gió ở Thâm Quyến sẽ mạnh dần vào chiều ngày 15 và gió giật tối đa ở hầu hết các khu vực của thành phố sẽ là cấp 8 trở lên. Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã đưa ra thông báo vào ngày 15. Từ ngày 15 đến ngày 18, chuyến phà xuyên biển của đường sắt eo biển Quỳnh Châu và các chuyến tàu ra vào đảo sẽ bị đình chỉ. Thưa quý vị, gần đây, một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam. Cục Nông nghiệp huyện Đào Giang cho biết đây là vụ nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Vào ngày 14 tháng 8, video của tin tức Bắc Kinh đưa tin rằng cùng ngày, cư dân Đào Giang, Hồ Nam báo cáo rằng một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở nhiều thị trấn và địa phương. Một nông dân ở thị trấn Mã Cát Đường của quận điều hành một nhà máy sản xuất măng. Cô ấy nói rằng hàng chục mẫu rừng tre đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa và một số lượng lớn châu chấu đã giết chết tre, rất nhiều châu chấu. Người nông dân cho biết trước đây nạn cào cào không nghiêm trọng lắm, nhưng lần này tình trạng này bắt đầu từ vài tháng trước. Theo báo cáo, nhân viên Cục Nông nghiệp huyện Đào Giang cho biết, tổng cộng có 36.000 ha đất và rừng trong huyện đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa do đợt hạn hán kéo dài vào năm ngoái. Theo nhân viên này, hầu như năm nào huyện Đào Giang cũng có châu chấu, nhưng năm nay là nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua.
hàng trăm tỷ con châu chấu đã xâm chiếm Trung Quốc đại lục vào năm 2020 và dịch châu chấu đã xảy ra ở Cát Lâm, Hồ Nam, Hắc Long Giang, thành phố Tương Dương ở tỉnh Hồ Bắc, thành phố Phổ Nhĩ ở tỉnh Vân Nam và Quế Lâm ở tỉnh Quảng Tây. Theo tin tức, vào thời điểm đó, nhiều khu vực ở tỉnh Vân Nam đã phải hứng chịu thảm họa châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Huyện Tuyền Châu ở Quảng Tây cũng là một trong những nơi bùng phát dịch châu chấu. Người dân địa phương báo cáo rằng châu chấu ở huyện Tuyền Châu gần như ăn hết lá liễu, ngô và các loại cây trồng khác trong 2 tuần, dày đặc khắp nơi.